Live True Life xin chào các bạn, tới đâu thì mình học tới đó nha các bạn. Ở đây là một cái supermarket bán đủ thứ hết, thì trong đó cái tên của nó là Kiwi các bạn. Kiwi A to 12, oh no, A to 22, có nghĩa là 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Rồi mở ngoặc 20, tức là ngày weekend thì là 8 giờ tối, 20 tức là 8 giờ đó các bạn. Đó, Kiwi là một cái tên tiệm giống như supermarket của bên mình là Ralph hay là State of Broad gì đó, bán đủ thứ hết đó các bạn. Bây giờ vẫn còn mở cửa nha các bạn. Hiện giờ là hơn 9 giờ, mặt trời bắt đầu xuống rồi. Mình thấy cái nhà này cũng hơi đẹp đẹp nè các bạn. Nhà nhiều tầng mà ngay mặt đường phố. Ở bên đây là biển. Để xa xa là cái cái lai hậu. Đây là một cái thành phố nhỏ nè các bạn. Chắc cái đây cũng là tiệm quán gì đó, cho nên nó có bàn nhiều nè. Cây cối ở đây rất là tươi, xanh tươi, xanh tốt tươi. Hoa hồng bị héo rồi. Đây, đó các bạn thấy hơi nhỏ nhỏ, cái đó là một cái lighthouse cho mấy cái tàu đi ban đêm á các bạn. Ngay cái đây. Đó. Rồi mình cái hotel của mình kế bên đó luôn. Kế bên cái lighthouse. Đây là một vài cái nhà trên đường. Đây là một cái cây pear chắc mà. Cũng là trái đầy luôn. Nè các bạn nhìn thấy mê lắm nha. Đó, thấy chưa? Mà ăn rất là ngon các bạn. Hotel hay để buổi sáng cho khách ăn đó các bạn. Giòn khấu luôn. Mà sao lá nó giống sâu quá phải không anh? Lá nó bị bệnh mà đâm. Lá này hơi bị something wrong rồi. Mà thấy trên top cũng có trái chín rồi đó. Nè. Quá trời không? Mê không? Đây, giòn khấu luôn nha các bạn. Cái loại này ăn rất là ngon. Thì buổi sáng cái này chắc mình xin lỗi bẻ cái. Thấy mê quá. Đây nè. Trời ơi, cái cây có chút xíu à. Mà trái lên tới trên ngọn luôn nè. Giống như trái avocado. Hơi giống giống, nó hơi dài dài xuống. Mà nó giòn lắm đó mà. Hổm rồi ngày nào mình xuống ăn sáng hotel mình cũng ăn hết á. Mà rất là giòn luôn. Xin lỗi cho bạn ăn trái. Nè các bạn, nó vậy. Cái dạng nó hơi giống giống như là avocado vậy đó. Nhưng mà nó còn dài nữa nha các bạn. Cái top của nó còn dài hơn chút xíu nữa. Mà nó giòn lắm. Ăn rất là ngon luôn. Bây giờ phải làm liền. Ăn liền, thí nghiệm liền. Cái này thì chưa có đủ tuổi đâu. Chưa có đủ 18. Này chắc cỡ 16, 15 gì. Giờ nhai liền nha các bạn. Đó, các bạn thấy bên kia không? Để mình coi coi cái mùi chuyển sao nha. Còn hơi chua một chút. Nhưng mà ăn được rồi. Không có chua lắm. Không có chua như trái plum hồi nãy. Tại vì trái này nó gần được rồi đó các bạn. Chừng 2-3 ngày nữa là được rồi. Mình mới cắn ngay cái đầu rồi đó. So crunchy mà ngon lắm các bạn ơi. Đó. Ngon không? Sáng nào mình cũng ăn hết á. Breakfast mình cũng ăn hết. Tại trái nó ngon. Mà nó không có chua, chua. Nó vừa vừa ngọt ngọt. Ăn rất là thích. Nãy giờ đi trên đường là xin lỗi hai lần rồi nha các bạn. Một lần là trái pear nè. Một lần là trái plum. Trái apple là chưa có đụng hàng rào. Chứ phải đụng hàng rào là xin lỗi nữa rồi đó các bạn. Ở đây cây xăng nè. Các bạn thấy không? Cây xăng cái giá của nó là 23.89. Là tiền của Na Uy. 23.89 mình chia cho 7 thì nó chưa được 3 đồng, có 2 đồng mấy các bạn. Này 1 lít hả? Lít rồi cả lâu. Lít thì mắc lắm ạ. À.
như vậy thì nếu mà cái đơn vị là lít thì mắc ạ. Mình tưởng đơn vị là galon thì nó rẻ, có 2 đồng mấy. Nhưng mà nếu là lít thì hơi bị mắc. Tại một galon tới 3 lít mấy lận. Vậy tới 6-7 đồng lít. Mắc hơn mình. Nhưng mà đa số bên đây người ta chạy xe điện không à các bạn. Mà ngầu lắm, Mercedes với lại BMW không à. Taxi là toàn là BMW không các bạn. Với lại, sorry, taxi là toàn là Mercedes không. Sang lắm các bạn thấy không? BMW mà xe điện nhiều. Nè, xin lỗi một lần nữa rồi nè. Xin lỗi một lần nữa. Đó, các bạn thấy cái đường đi bộ với đi xe đạp thấy khoái không? Rồi cái đường chạy xe ngang ngửa luôn. Đường bên đây có bóng mát luôn. Đường chạy xe rất là hẹp luôn. Mà cái lá cũng bị hư hết rồi phải không? Thế thì đạp không các bạn? À, cái lại chạy xe có chứ nhiêu đó còn lại đi bộ nhiêu nè. Mà không phải cái này là cái vùng quê, không mà thành phố cũng vậy. Cái đường đi bộ với đường đi xe đạp rất là rộng, mà đường chạy xe thì nhỏ lắm. Thì mấy người ở đây dân địa phương người ta nói 55% là chạy xe đạp thôi, còn lại là mới đi xe bus, đi xe điện. Nhu cầu về xe hơi rất hiếm, thành ra giá xăng có thể mắc là chuyện đương nhiên. Nãy giờ các bạn biết mà tụi mình đi bao nhiêu rồi chưa? Hơn 4 mai rồi đó các bạn. Đi bộ á. Mà nãy giờ đi hơn 4 mai, gần 5 mai rồi đó. 5 miles. Ghê sợ không? Là cái đường mình đi không có thấy ngán. Giống như sáng mình đi bộ quanh cái block nhà mình á, mình đi 3 vòng thì được có 1 mile. Cái này mình làm 4 mile rồi đó các bạn. Kinh không? Mà không có thấy ngán, chắc tại vì có 2 lần xin lỗi á. Đây, xin lỗi cái chỗ này nè. Bây giờ thì trở lại hotel ngủ, ngày mai đi tiếp. Đây là cái xe bus mà tụi mình đi tour hổm rày tuần lễ rồi các bạn. Cái tên của nó là Trafalgar. Nó là tour du lịch châu Âu rất là nổi tiếng, mà mình mới có biết tới đây thôi. Đây là lần đầu tiên mình đi với lại cái Trafalgar này. Mấy lần trước thì mình đi AV. Đó, chạy 4 mai mấy, giờ ráng một xíu nữa cho đủ 5 mai á. Cũng khó ăn cái phe các bạn, ăn cho hết. Nhìn lại đoạn đường đã đi qua. 4 mai mấy là các bạn là đi đi về về là gần 5 mai á. Quá trời luôn. Rồi. Bây giờ phải nói lời tạm biệt. Hồi nãy xin lỗi và tạm biệt. Phải vô sửa soạn đồ. Thấy vậy chứ không phải vậy nha các bạn. 9 giờ mấy rồi đó. Vô sửa soạn ngủ sớm để ngày mai đi sớm. Tại ngày mai cái chặng đường đi hơi xa, thành người ta phải thông báo mình là 8 giờ ăn breakfast xong là phải đi liền. Nên cho nên ai cũng phải rush hết. Ok, nhà mình là xuyên đó, còn có nhiều người giờ này người ta là xong rồi. Người ta ăn xong là người ta vô ngủ rồi. Còn tụi mình ráng đi bộ một chút, tại ngày mai đi sớm thì đâu có được đi bộ. Ráng đi chút, có bạn ngoài trời nè. Để ai ngồi coffee hay là chat cũng được, nhưng mà ai cũng ngủ hết rồi. Đi nữa hả?
mai mà giờ nó xuống không thơm không? Nghĩ nó vô rồi. Đi sát bên đây nè. Nè, mỗi chân thì ngồi ngay đây. Ngửi mùi hoa hồng. Cho mấy người đi cắm trại, đi party hay gì ở ngoài, potluck hay gì ở ngoài trời á. Đây. Ồ, kìa lá hát tới rồi kìa. Ok, không phải. Lighthouse. Hi. Happy birthday. Are you 21, right? 21. Oh. I hope you're not wanting a spa because the spa pool's empty. We go another